nhiều lắm. Trưng bày con hàng, trưng bày con. Rồi, Gấm Dịch xin kính chào quý cô chú và anh chị nha anh chị. À, nhân dịp cuối năm có nhiều là sản phẩm hôm nay em sale rất là giá, rất là ưu đãi nha anh chị nha. Bên em ship toàn quốc ba bể mẹ. Bên em có niêm yết số điện thoại Zalo nha anh chị 0935245244 nha anh chị. À, rồi, hôm nay là em sẽ lên anh chị nha. Có lấy ghế rồi nữa của Hường Quân. Mặc áo ướt coi. Rồi nha chị, hôm nay hôm nay em sẽ lên anh chị, cái này là bình, cái này ly hoa nha anh chị, cái này nè, kêu kêu không à, à. Còn nó chưa giờ chung cho nó đẹp, làm kệ hết chưa đẹp không, đẹp không? Rồi nó hương. Rồi nha anh chị, ly hoa nha anh chị, viền là viền xanh, dòng anh chị. Cái này ly này là dòng Mikasa nha anh chị, để Mikasa là cái dòng chuẩn hàng nhập anh chị nha. Cái ly ly hoa. Ly này em có số lượng tầm là 2 4 6 8 chiếc nha anh chị, 8 cái ly. Ờ cái này xin lỗi, cái này tới 10 chiếc lần nha anh chị, 10 chiếc ly Mikasa. Là dòng Mikasa là dòng chuẩn đẹp của hàng nhập nha anh chị nha. Đường kính 7, con có cầm cái bình này không? Đây nè. Miệng là 7.5 nha anh chị, cao là 6. Miệng 7.5, cao là 6. Đấy. Có truyện tí đầy đủ nha anh chị. Đấy, ly này ly white, nguyên một ri luôn, hai bộ này 10 chiếc này là 200k. 200k 10 chiếc nha anh chị nha, 200k 10 chiếc. Mã C47, 200k 10 chiếc mã C47. Dòng Mikasa là dòng rất là VIP nha anh chị. Rồi. Lên một cái dĩa anh chị, cái dĩa này là dĩa mộc anh chị nha, dĩa mộc làm cây trà. Dĩa mộc làm cây trà nha anh chị, cái này là dĩa mộc nha anh chị, nhìn cái dĩa rất là mê luôn. À, anh chị, cái này là 1 2 3 4 5 màu. 1 2 3 4 5 6 7 8 màu, một cái dĩa mà họ làm tới 8 màu. Cái dĩa này cực kỳ VIP nha anh chị nha. Anh chị nhìn phía sau này, dĩa hai đáy. Hai cái đáy nha anh chị ơi. Rất là đẹp luôn nha. À, cái dòng này anh chị, thật tình là hôm giờ em like mà cái dĩa này chưa có nè anh chị, chưa có dĩa này. Đó. Rồi cái dĩa này là đường kính 28. Đường kính 28 nha con. 28. Và cao là 3 nha anh chị, 28 cao là 3. Đấy, cái dĩa này em bán là 28, cao là 3, 120k. 120k thôi nha anh chị. Đấy. K C48 nha anh chị, C48 120k. Rồi em lên một cái dĩa lưới nha anh chị. Đấy, một cái dĩa lưới dòng Adita. Dĩa lưới nha anh chị. Đấy, lưới nè anh chị làm. Anh chị dĩa này nó bằng làm nó có đế chân. Nói chung là cái dĩa này có đế chân. Anh chị về làm cái bỏ cái bộ cây trà là mê ly luôn. Đó anh chị nha, bỏ bộ cây trà. Rồi cái dĩa lưới này là đường kính 30 nha anh chị, 30.5 nha. Và cao là 5. 30.5 anh chị, cao là 5 nha. Ôi xin lỗi, cao là 5 nha anh chị, cao là 5. Viền là viền vàng đỏ nha anh chị, viền vàng đỏ, viền đỏ nha anh chị, viền đỏ. Mới chưa qua sử dụng anh chị nha, chưa qua sử dụng luôn. Có truyện ký đầy đủ luôn. 190k làm cây trà mê nha anh chị, 190k. C49. C49 nha anh chị, 190k. C49 anh chị, C49 cái dĩa này. Rồi tiếp, cái này làm cũng cái dĩa làm anh chị, cái này là làm cái dĩa cây trà là mê luôn, cũng là đẹp luôn nha.
Cái dĩa này là đường kính 26, cao là 3. Đường kính 26 nha anh chị, cao là 3 nha. Đấy. Rồi cái dĩa này em bán 80k thôi, 80k. C50 nha anh chị, mã C50 80k, mã C50. Rồi em lên anh chị nha. Cái này là một cái bình. Bình này là một cái bình dòng Satsuma xưa nha anh chị, Satsuma xưa. Dòng Satsuma xưa nha anh chị, đấy là cái dòng chuẩn hàng xưa luôn. Có truyện ký đầy đủ anh chị, truyện ký đầy đủ nha. Chuyện này là chuyện sáp nha anh chị, chuyện sáp. Đó. Rồi cái này là đường kính 4, cao 20. Đường kính là 4 nha anh chị, cao là 20. Đấy. Bình này hôm nay anh chị bán là 380k. Anh chị cái hàng xưa không bao giờ là cả đây chị, không bao giờ là giá rất là mắc nha anh chị, nó dòng này rất là mắc luôn. 380k. Anh chị chốt giùm em mã C51 nha anh chị. 380k mã C51. C51. Rồi em lên cái này xếp này anh chị, 1 2 nha. 3 4 5. 5 xếp nha anh chị, em có 5 xếp. 1 ly. Hai ly nha anh chị nha, 2 ly. Cái này là một cái hũ đường và một cái rốt. Hũ đường và một cái rốt nha anh chị, đây. Một này xếp chè, nói chung là không biết sao. Rồi cái này nó không có nắp nha chị nha, cái này nó không có nắp rồi. Rồi cái này em đổ vào nha chị, cái nắp này em đổ thôi chứ không phải là nắp của nó nha. Đó bây giờ này em đổ thôi chứ không phải nắp. Cái này anh chị, một xếp trà, hai xếp trà, ba xếp trà nha. Và dư một cái rót, cái này là cái rót viền vàng. Còn cái này là cái hũ đường anh chị, hũ đường mà cái nắp bị lai rồi, không phải nắp của nó nha. Rồi cái này là 1, 2, 3 hết cái mớ này luôn. Rồi cái này là đường kính 14 nha anh chị, đường kính 14. Rồi cái ly này đường kính là 6 và cao ly là 6. Rồi em bán hết luôn anh chị nha, hết luôn này nè. Một rót hết luôn nha anh chị, 220k đi. Hốt luôn 220k, rẻ nha anh chị nha. Hiện tại là em bán, anh chị cứ nghĩ đồng đều đi, em bán 5 cái dĩa không là có giá 120 rồi. Và hết cái mớ này là 220k. Chốt giùm em mã C52. C52 nha anh chị, 220k. C52. Đấy. Cái này là cái gọi là có truyền ký nha anh chị. Mà cái này nắp bị lai, em báo rõ nắp bị lai nha, lai rồi. Rồi cái vỏ vàng có cái keo ở trong đó, em có thấy keo không? Rồi nha anh chị, đây một cái này là cái bình anh chị nha, cái này là cái bình.
cái bình này là họa tiết có ba cái hoa nha anh chị, nó là họ phong cách Âu nha, họa tiết cái này có ba cái hoa, ba hoa nha anh chị đấy, ba chiếc hoa rất là mê luôn, ba chiếc hoa rất là mê nha anh chị đấy. Cái gì, cái bì của cái bì em ở sau lưng á, sau lưng á, à, đây nữa này, bao biểu này, con bưng tròn mới giữa chân đường kính bốn mấy, cái này bình nha anh chị, cái bì đó của là cái thùng hồi nãy á, em nó trong trâu thì nói nó cái dễ nhục ba đúng không đó, mình có ba cái trên sẵn rồi đó 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 đó, dễ chân á, dễ chân đó, à rồi nha chị, cái này là cái bình hoa có ba hoa, đây này em để nghiêng xuống nha anh chị, để nghiêng xuống vào anh chị nhìn thấy nha, rất là đẹp luôn. Ba hoa và cái này không có truyền nha anh chị, không có truyền nha. Rộng chỗ, còn chỗ nổi hết nha anh chị, cái này là hoa nổi nha. Đấy. Bình này là ngang bình 30 nha anh chị, ngang bình là 30 và cao bình tới 37, ngang bình là 30, cao bình là 37 nha anh chị. Cái bình này là một hoa, hai hoa, ba hoa anh chị, siêu, gọi là siêu đẹp luôn nha. Đấy, cái này chị không có truyền, hôm nay em sale giá luôn, hôm nay em sale giá nha anh chị. Rồi bình này là 1.350.000, giá này hôm nay cuối năm em sẽ live sale nha chị, hôm trước cái bình này giá 1.500.000, hôm nay là 1.350.000 nha chị, 350.000, mã C53, C53 nha chị, C53. Em ra nói thằng tôi là cái bì nó của ông Châu đó. Rồi nha anh chị, cái này là một cái khay mứt nha anh chị, một cái khay mứt. Đấy. Anh chị, cái này là một cái khay mứt liền nha anh chị. Cái này là anh chị gỡ ra, gỡ cái này miếng ra, anh chị ập vào như thế này nha. Và cái này là một cái quả lựu nha anh chị, một cái quả lựu xanh coban. Và thì cái này là có 5 cái tầng. Và cái này là khay, này là khay liền nha anh chị, khay liền vào. Đường kính khay là tới 30 35. Khay là 35 nha anh chị, và cao khay là 15. Cao khay là 15 anh chị đấy. Khay này anh chị 1.200.000 nha anh chị, 1.200.000. C54. C54 nha anh chị, 1.200.000, mã C54. Rồi, em lên một cái bộ dĩa anh chị, một cái bộ dĩa nha. Một dĩa, hai dĩa, ba dĩa, bốn dĩa. Bộ này em có 5 dĩa nha anh chị, 5 dĩa nha. 5 dĩa họa tiết là hoa, siêu đẹp luôn.
5 dĩa hoa hồng. Hoa gì không phải hoa hồng. Đường kính 17 nha anh chị, 17 nha. 5 chiếc 120k, 5 chiếc. Có 120k thôi nha anh chị, 5 chiếc mà cái dĩa này là không có truyền nha. 120k 5 chiếc, mã C55. C55 nha anh chị, 120k mã C55. C55 nha anh chị. Đấy, siêu đẹp luôn. Rồi cái này là ly quay 2 3 4 5. Cái này em có 5 ly anh chị nha, 5 ly. Bình nữa. Năm ly quay anh chị, dòng này là dòng Mikasa. Dòng anh chị, dòng này là dòng Toki nha anh chị, Toki. Nói chung là made in Japan. Nó em có là tổng cái này em có tổng là 5 chiếc nha anh chị, 5 chiếc. Đường kính ly. Đường kính ly là 6 nha anh chị và cao ly là 7. Cái này em có 5 chiếc anh chị, 5 chiếc ly. Có truyện ký đầy đủ luôn nha anh chị, truyện ký đầy đủ luôn, 90k 5 chiếc. 90k 5 chiếc nha anh chị, mã C56. C56 nha anh chị, 90k 5 chiếc mã C56. Rồi nha anh chị, cái này là em có chén anh chị, cái này là chén sơn thủy nha. Này là chén sơn thủy. Chén sơn thủy anh chị, cái này em có số lượng 10. Số lượng 5 chiếc hay 10 chiếc thì không biết nữa. Rồi cái này tạm thời em lên 5 chiếc anh chị nha. Cái này em chắc em để coi có số lượng 10 chiếc không, không biết nha. Có số lượng chắc có 10 chiếc anh chị. Có 10 chiếc. Có 10 chiếc nha. Cái này là một cái chén dòng xanh dòng xanh, nói chung là xứ xương hơi mỏng anh chị đó. Và cái này là tranh, chén này có sơn thủy họa tiết vẽ bay luôn, truyện ký đầy đủ anh chị, truyện ký đầy đủ. Dòng này dòng này là đúng là xanh cao lanh, đúng rồi. Đường kính 12 và cao là 6 nha anh chị, đường kính 12 cao là 6. Cái này em có là em có 5 chiếc nha anh chị, cái này em có 5 chiếc. Có số lượng 10 chiếc không phải 5 chiếc, 10 chiếc nha anh chị. Đó. Đường kính là 10 12 và cao là 6 anh chị, cao là 6. 60k một chiếc nha anh chị, 60k một chiếc. Nha anh chị, đấy, rất là đẹp luôn. Nha anh chị, mã C 57 nha anh chị, C57. C57 60k một chiếc, C57. Rồi em lên một cái khay anh chị nha. Cái này là khay 2 quay. Cái này là một cái khay 2 quay nha anh chị nha.
cây 2 quai. Cây này là đường kính 26 anh chị nha, đường kính 26. Và ngang là 18 nha anh chị nha, ngang 18. Cây này siêu đẹp luôn nha anh chị, siêu đẹp luôn. Hai quai. Rồi cái này em bán 90k. Nha anh chị, 90k. C58 nha anh chị, 90k C58. C58 90k. Rồi cái này anh chị em có hai cái dĩa họa tiết là hoa đào nha chị nha. Họa tiết dĩa là hoa đào có truyện ký đầy đủ luôn. Dĩa này là đường kính 17 anh chị. Đấy, đường kính 17 nha. Cặp này là 60k một cặp anh chị, đường kính 17 60k một cặp. Mã C59 nha anh chị, 60k mã C59. Đấy, có hai chiếc đẹp luôn. C59 60k. Rồi em lên cái anh chị, cái này là có hai cái cây. Cái này là chẳng như nó là tô vuông nha anh chị. Nó tô vuông đều là có truyện ký đầy đủ luôn. Tô vuông truyện ký đầy đủ luôn. Tô này là đường kính 10, đường kính 14 và cao tô là 5. Đường kính 14 nha anh chị, cao tô là 5. Có truyện. Rồi cặp này em bán cho anh chị, cặp này anh chị. À, cặp này là 80k một cặp nha anh chị, 80k một cặp. C61 nha anh chị, xin lỗi, C60 80k một cặp nha anh chị, C60. Rồi em lên một cái mộc anh chị, siêu đẹp luôn anh chị nha. Cái mộc này siêu đẹp hoài. Rồi, một cái cánh hoa siêu tầng, siêu đẹp luôn. Rồi, cái này nứt luôn. Rồi em lên một cái này anh chị, cái này là một cái dĩa USA của cái này là dĩa Mỹ nha anh chị, cái này là dĩa Mỹ USA của Mỹ. USA của Mỹ nha anh chị ơi. Ánh xà cừ 7 màu là những cái dòng này anh chị, những cái dòng này là trước năm 75 anh chị nha. Mà cái này là xuất nhiều qua Nhật rồi, Nhật từ Nhật tới về mình luôn, là hồi xưa của mình trước năm 75 nó đã có dĩa này rồi nha. Đó, dĩa này là đường kính dĩa 25. Đường kính dĩa 25 nha anh chị, đã ánh xà cừ. Cái này anh chị, ánh xà cừ này em báo anh chị rõ là cái dĩa này đã có được, có vết xước nha anh chị nha, không phải là hoàn hảo 100% đâu. Cái nào có vết xước mà cái này là dĩa ánh xà cừ. Anh chị nhìn nè. Đây, ánh xà cừ nha anh chị. Ánh xà cừ nha. Đây. 200k nha anh chị, 200k. C61 nha anh chị. 200k C61. Đấy. 200k C61. Siêu đẹp luôn. Rất là mê. Rồi. Cái dĩa này anh chị, cái này là dĩa này là đường kính dĩa là 12 nha chị. Cái này em, dĩa này em có số lượng 10 chiếc. Đường kính 12, dĩa này em có số lượng 10 chiếc nha chị ơi. Đường kính 12 và cao dĩa là 2. Đã em có tổng là 10 chiếc, 130k 10 chiếc nha chị. 130k 10 chiếc, chốt cho em mã C62. 130k mã C62 nha chị đấy. C62 130k dĩa này. Rồi hôm nay em like tới này nha anh chị, em xin phép chào cô chú và anh chị nha đã theo dõi kênh nha anh chị. Nhớ anh chị đăng ký cho em nha anh chị, đăng ký kênh nha anh chị, cho em một share, một like nha anh chị. Em chân thành cảm ơn anh chị rất là nhiều.
và đã ủng hộ nha anh chị. Đấy, và giờ em xin phép chào cô chú và anh chị, hẹn lại live sau nha anh chị nha.